Bình toàn xài rồi đúng không? Này cụ máy trước đây. Có kìa, em có mua bỏ đó kìa. Rồi, đi chút đi, tháo đi, tháo nó đi. Tháo luôn giùm đi rồi chỉ coi coi nó hư gì không. Và bây giờ em số 5 số 4 số 4 bỏ ha, số 5 nè. Bây giờ dẫn qua này, chương trình này là lấy bên B là delay và echo. À. B nha. B. Đó nó đang nhảy B nè. Nếu mà bên A thì là reverb không thôi. Trong đây chương trình này nó có cho mình chọn tùy theo mình thích. À. Giờ mình sẽ chọn bên B. B thì cho phép mình lấy từ số 1 đến số 6. Giờ mình set được 1 2 3 4 số rồi. Rồi. Giờ mình set tới số 5 nè. À, số 5 nè. Ha. Ok, rồi. Số 5 nè, bắt đầu. Dù tiếng số 5 nó có echo delay đầy đủ thì thôi, khỏi chỉnh sửa. Dù mình muốn cho nó nhanh tí thì mình sẽ lắc cái giữa này. Đúng không? Lắc lên trên tí sẽ nhanh nè. Hay sáu. Mình muốn cho nó chậm tí thì mình lắc vào bên phải. Hay sáu. Cảm thấy cái tiếng nào vừa thì mình lấy thôi. Dạ. Cái này là nhanh và chậm lại. Còn cái này á là để viết giống như là nó lặp lại nhiều lần, một lần hay 100 lần thì cái trên cùng nè. À, thử luôn. Chưa? Thì mình thử nè, để cho nó nhiều ha. Giờ mình muốn cho nó ngắn lại tí. Mình sẽ chỉnh sửa nó lại cho nó ngắn lại tí. Hay. Cảm thấy nó vừa dài đủ mà nó vừa nhanh vừa chậm vừa phù hợp thì mình lấy thôi. Yeah, ok. Cái dưới thì nó không quan trọng mấy. Cái dưới là cái gì ta? Cái độ nén tiếng nó lại thôi, không cần thiết. À, mình nên để ở giữa. Chỉ chỉnh sửa hai cái trên thôi. Hai cái trên. Một. Hay. Ví dụ mình muốn nhanh tí xíu thì mình sẽ lắc lại tí xíu. Hay. Sâu. Giờ tiếng này mình ok. Đó, mình sẽ đè, sẽ to. Trong vòng khoảng này khoảng tờ 5 giây quá. Khi nào đèn nó báo nó sẽ lù á. Đã ok rồi đó. À luôn. Yeah, mình sẽ buông tay. Thì số 5 mình đã làm xong luôn. Rồi. Hay sâu. Thì mình tới số 6. Rồi. Số 5 ok hoàn tất rồi, tới số 6 nè. Ok ha, thử coi số 6 có ai set chưa. À. Hay sâu. Có sẵn rồi. Tiếng này nhiều khi xưa có set mà tại không xài. À. Rồi ví dụ ok chuẩn thì thôi khỏi sửa. Rồi. Dạ, yeah, chuẩn ha. Giờ mình thử lại. Này là tiếng của số 6. À. Xuống số 5 nè. Hay. Xuống số 4 nè. Hay sâu. Số 3. Hay sâu. Số 2. Hay sâu. Số 1. Hay. Rồi, từ 1 cho đến 6 mình chọn số chương trình nào cũng được. Okay. Nhớ mà quay theo cái mức quay theo kim đồng hồ chứ được không được quay ngược. Nếu mà quay ngược thêm lần nữa nó sẽ nhảy qua bên A nha. Nè, quay thêm lần nữa nha. À. Quay cái nó sẽ nhảy bên A. Nhưng mà ta không cho phép mình quay ngược như vậy. À. Hay sâu, mất echo. Hả? Hey, hey. Bên đây là chỉ chạy tiếng vợt không thôi. Muốn set tiếng vợt thì sẽ set vợt rồi. Hay, sâu, hay, hi, hi. Đó, cái vợt khi mình không xài đi. Giờ mình cho nó, muốn qua cho nó qua bên A lại á. A qua bên B thì mình sẽ set theo cái chương trình này, quay theo kim đồng hồ á. À. Nếu mà mình sẽ set ngược như vậy cũng được, nhưng mà nhiều khi không cho phép, nó sẽ bị ngược echo. Hay, sâu. Nên mà phải phù hợp, mình phải quay như thế này. Quay theo cái kim đồng hồ này, thấy chưa? Ừ. Đó, ví dụ nè, ở đây. Mình quay tới 15 nè. Rồi. Nó sẽ qua 16. 16 rồi. Xong nó sẽ nhảy bên A nha. Đó. Nè, này là nó đang kêu là 16 nè, lắc thêm cái nữa là số 1 nè. Sẽ qua bên A. À. Mình quay thêm cho nó qua bên B á thì mình cũng quay theo kim đồng hồ á, đừng có quay ngược. À. Nha, quay thêm kim đồng hồ nè, thì mình quay đi. Tới 16, 15, 16 mình phải chậm lại, 15 nè. 16 nè. Này mới có 15 thôi, 16 nè, cũng lắc thêm cái nó sẽ qua bên B. À. Ok, B thì mình set từ 1 đến 6 set tiếng rồi. Bây giờ mình dẫn ngược lại là nó sâu. Dẫn ngược lại thứ không được. Cho phép dẫn ngược, nó cũng được nhưng mà sẽ bị ngược echo. À, nha. À, mình cho quay như vậy là ok rồi. À, nó luôn luôn quay theo hướng kim đồng hồ. À, cứ kêu quay nó chứ nhảy hoài thôi, cứ quay hoài, không cần quay ngược. À. Khi nào mình đang chọn chương trình bên B. À. Mà mình muốn lựa chương trình nào đó mình xài á thì mình chỉ lựa tới từ 1 đến từ 6 đến 1 thôi. À. Sau từ 1 quay về 6. À. Còn mình muốn cho nó nhảy qua bên A thì mình phải quay theo kim đồng hồ. À. Khi nào nó qua tới 16 rồi xong nó nhảy qua số 1 nó sẽ nhảy qua bên đây. À. Đi. Không. Vậy bây giờ hiện tại là mình đang set cho bên cái kênh bên B và số 1. À, bên B là sử dụng. Bên đây là đây đó phải không? Nè, cái đèn nó sáng bên B nè. Ừ. Còn nếu mà bên đây là sáng bên A, bên đây set tới ngày mai nó cũng không có echo đâu. Chỉ có tiếng vợt thôi. À. Vợt cái tiếng giống như cái mắt của copy bay kia kìa. À. Đi quay hồi nãy á, nhà tiếng delay echo này rất là hay. Đó, có thể hát thử được.
số 1 này, thí dụ chương trình mình đã lưu rồi 6 số rồi. Nhưng mình không cần thiết xài số 1, mình sẽ lắc số 2. Hay sáu. Cái đèn nó chớp gì là có sao? Không, đèn này đèn tâm bô nó sẽ hoạt động hoài vậy đó. Mất cái đèn nó không chớp là nó sẽ chương trình khác. Thí dụ số 7 mình chưa reset nè. Thì mình đăng số 5 nè, số 6 nè, số 7 nè, đèn nó sẽ mất. Mất này là không có eco đâu. Tại chương trình từ chương trình 7 này trở lên nó sẽ chương trình khác rồi. Nó không phải delay eco revert nữa nè, delay eco nè. Delay eco từ 1 2 4 5 6 thôi. 7 là tiếng khác nè, dành cho chống da hay là chơi đàn hay là chơi sắp xôi này nọ thôi. Vì mình chỉ chọn từ 1 cho đến 6 thôi. Giờ mình đã set từ 1 đến 6 rồi. Có ở trong thùng em. Giờ mình cứ để số 1 cho thầy xài đi. Rồi. 5 6. Thì tiếng 1 này không thích. 1 2. Thì không thích tiếng số 2 nè. 1 1 2. Chưa có sub. Cứ thử full không á. Mỏng mỏng dày chỉnh đây thôi thầy, không dính líu thêm phần này cô ạ. Chưa? Rồi ok. Này số 1 nè. Chỉ có cục hàng này ngon quá mà hồi nãy giờ chưa xài. Chưa xài, xài cái thằng này không à? Chuyện này xài cũng được mà, thằng tiếng này cũng hay. Nhưng mà có vừa có này vừa có này. À mình trộn hai cái lại. Cái này cũng đang xài delay echo nè. Reverb nữa phải không? Hai delay cái nè, delay echo reverb nè, trộn ba thứ trong một. Còn nhiều người nó xài cái reverb không thôi. Kết hợp delay echo của máy này. Mà này có nữa thì thử tiếng này thử coi. Có ai xài chưa? Có, cái đó đang xài cái đó đó. Đóng echo máy đi. Đang okay. Xài echo thì quy lực của máy này đa số xài ốc 2 mới được. Ốc 2 hả? Ốc 2, có xài đúng không? Có. Ốc 1 kéo mic xuống không hết đâu. Ốc 2 mới hết rồi. Ốc 2 mới hết. Rồi. Nó hú á. Mình sẽ qua ốc 2 nè. Rồi. Đó, xài ốc 2 nè. Ồ, cây này cũng bị gãy rồi. Rồi đó, ốc 2 ha. Thì thử coi, tiếng này có ai set tiếng có đẹp không? Mọi thờ ở mọi khác nhau một tí. Thì còn gửi về đường nào? Đức Cô Chị ấy. Gửi Đức Cô Chị á. Đức Cô Chị sẽ có ảnh hưởng gì rồi. Cái này đang chưa thấy like rè tun. Rè tun về like số 3. Cái này đang rè tun like số 3 hả? Rè tun về like số 3 đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cho nó thoải mái, cho nó đừng cho lộn. Thì cho nó qua bên đây cho nó kế eco đi. Cho nó like số 16 đi. Để mình đẩy cái này là cho nó dễ. Ha. Còn nhạc thì tùy theo mình thích, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, tùy theo. Hả? Đúng rồi, mic thì qua đây luôn cho nó dễ chỉnh nữa. Để cho nguyên band nhạc ta chơi từ 1, 2, 4, 5, 6. Thì mình cứ cho đại đi, không sao. Rồi. Thử coi, tiếng này đẹp không? Mở miếng nhạc thôi coi. Trời ơi, chiếc này là không có thiếu nợ nần gì đâu nha. Không phải qua tới nhà đòi nợ đâu à. Yên tâm đi, không có thiếu một đồng nào hết á. Rồi ok nha, thử cái nhạc miếng này. Mình hỏi cái xui đi. Rồi bọc điện thoại kia cũng được. Anh đi. Thử cái tiếng. Mỗi người xếp theo một ý thức khác nhau. Đây là của nhạc ha, số 3 nè. Hai cái luôn. 1 2 3 2 hơ.
khoan, bây giờ chỉnh cái qua cái thằng 1 2 3 4 5 6 7 là ok rồi, giờ chỉnh cho anh cái số 8 9 đi. 1 2 4 5 6 hả? À? À, giờ 1 2 4 5 6 là nó tương ứng. Bây giờ dặn cái số 6 thử coi. Này hả? Ờ, dặn qua cái số 6 thử coi. Này giờ cái này đang có sẵn nè, thử coi. Thử coi, thử cái số 6 thử coi. 6 ha. Rồi cái số 6 gì đi ha, rồi giờ chỉnh cái số 7. Số 7 đang có luôn rồi. À. Nè. Số 8 rồi. Ờ. 8 rồi. Hey. 8 rồi không nè. Rồi vậy. Không, nếu mà lấy 8 này đưa qua với máy này thì tuyệt vời ạ. Rồi, chỉnh cái số 8 thử coi. 2 6 tiếng này được ạ. Dạ. Nhưng mà phải cho của Eco Delay của Mr. Lên nó sẽ dễ hát hơn. Chúng tôi thử máy. Dạ. Tiếng này sẽ đẹp hơn. Có nghĩa là cái này reverb không à? Dạ, giờ thấy người ta hát mình sẽ tắt echo. Dạ, giới thiệu cô dâu chú rể lên xuống xưa hết rồi cho echo delay của Mr. lên là hát thôi. Dạ. Khỏi chỉnh. Được rồi phải không? 8 à. À, số 9 đi, tắt này đi. 9 rồi. 2 6 2. Có delay echo. 10. 2 6 2. Có delay echo. Tiếng này thì chưa, tiếng không được. Tiếng nào được 11 thì không được. Rồi, chị cứ gạt lại số 8 đi, cho quen. 8, 9, 10 ha, từ 1 tới 9, đúng 10 rồi. Tiếng 9 rồi, số 11 là không được. Nhưng mà lấy tiếng này à. Kết hợp và đại lại echo của Mr. này là hát được rồi. Khỏi suy nghĩ. 5, 6, ha. Dạ. Rồi. Vừa sâu vừa đầy đủ tiếng. Rồi bắt ca sĩ thì thử đi. Đấy, vậy được rồi. Em ơi, hát bài em ơi. Còn nếu mà hàng ngày thầy xài là chắc thầy xài như vậy đấy. Thầy xài là không có echo của máy này. À. Thì tất nhiên tiếng này nó khô queo à. Được chưa? Thầy xài hồi nãy thầy thấy xài số máy ta số 7 hả? À, tiếng này thì nói chung được thôi.